Con về đó hả? Dạ. Sao dậy sớm vậy con? Ủa, sao con nói trưa nay con đi ăn cơm với khách? Dạ, người ta hủy cuộc hẹn nên con về nhà ăn cơm với Vú luôn. Anh Thành dậy chưa vậy Vú? Con đi chút xíu thì nó dậy, rồi thay quần áo rồi đi mất rồi. Chắc nó đi công chuyện gì đó. Ảnh đang thất nghiệp thì có công việc gì đâu mà làm hả Vú? Chắc lại đi nhậu nữa rồi. Có chuyện gì nữa hả Vú? Con với Vú có phải xa lạ gì đâu mà còn ấp úng nữa. Vú ngồi xuống đây nói con nghe coi. Hồi hôm nay thằng Thành nó đi nhậu tới khuya, rồi tối nó gây lộn với con phải không? Cũng đâu có gì đâu mà Vú. Vú chăm sóc con từ nhỏ, không cần nhìn con, chỉ cần nghe hơi thở của con thôi là Vú biết con có chuyện rồi. Vú yên tâm đi, con không sao thiệt mà. Với lại mấy cái chuyện xảy ra trong nhà này á, Vú hứa với con là đừng có kể cho ba má con nghe nha. Thiệt khổ ghê vậy đó. Vú cũng thấy rồi đó, ba má con bây giờ lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt nữa. Con không muốn ba má con buồn đâu. Vú biết con là đứa mạnh mẽ. Từ lúc á, thằng Thành nó bị bệnh thất nghiệp, nó không có công ăn việc làm, sanh ra nó đối xử cọc cằn với con. Nhưng mà con cũng ráng hiểu cho nó. Đàn ông mà, thằng nào nó cũng có sĩ diện. Nhưng mà Vú thấy rồi đó, con càng nhịn, càng im lặng thì anh lại càng làm tới. Con sợ cho đến một ngày nào đó rồi con... Thôi con, Vú sợ á, già néo rồi đứt dây đó. Thôi, bây giờ mình không có nhắc mấy chuyện này nữa. Con đói bụng rồi, Vú vô dọn cơm cho con ăn nha. Ủa, không chờ Thành về hả? Ảnh đi nhậu, biết chừng nào mới về tới mà chờ. Thôi được rồi, con ở đây con chờ Vú nha. Vú hâm đồ ăn rồi con ăn. Dạ. Nè, con thì nhịn đói được, nhưng mà đứa nhỏ thì không có nhịn được đâu á nghe. Cảm ơn Vú. Chờ Vú nghe. Dạ. Anh cứ đi nhậu hoài vậy, anh không biết sợ hả? Thôi rồi vậy. Thôi rồi vậy. Hỏi anh chứ hỏi ai? Bỏ cái kiểu nói chuyện hỏi cung của cô đi nghe. Mà tôi là chồng cô, cô phải tôn trọng điều đó, biết chưa? Anh nói chuyện sao khó nghe quá vậy? Hỏi một chút á là anh nói cô này cô kia. Lúc này không nói chuyện được với anh. Đứng lại. Cô làm gì? Cô đang nói chuyện với chồng cô ở đây đâu? Chồng người ta đi làm về tới nhà, vợ chạy ra mừng. Anh ơi, anh có mệt không? Em lo cho anh nha, em lấy nước cho anh uống nha. Còn vợ tôi mà tôi về đến nhà, nhìn vô cái bản mặt của vợ tôi thì muốn đốt nhà. Chán lắm, không có được tôn trọng trong gia đình này. Tôi hầu anh như vậy vẫn chưa đủ sao hả anh Thành? Tôi bụng mang dạ chữa như vậy mà tôi vẫn phải đi ra ngoài, tôi đi làm kiếm tiền, tôi nuôi, tôi lo cho cả cái nhà này. Bây giờ anh còn muốn cái gì nữa? Con nói sao? Con nói sao? Ý con nói con nuôi chồng con đúng không? Tôi... Con đúng không? Con đừng có giải thích mày hết. Đúng, tôi là hàng bắt tay. Tôi đi nhậu. Bây giờ sao? Bởi vì tôi không có công ăn việc làm, không ai nhận tôi hết, tôi mới đi nhậu. Cô có nhận tôi không? Cô có nhận tôi không? Cô có dám nhận cái hàng lật lọ này vô chỗ làm của cô không? Có ai không?
Để chính bản thân cô, chính bản thân cô bỏ rơi chồng cô, xã hội này, xã hội này ai nhìn nhận nó? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi không muốn gây gỗ với anh trong căn nhà này, mà còn lại ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Tôi không muốn khi mà nó chưa chào đời, nó lại chứng kiến cảnh gây gỗ của cha mẹ nó như vậy. Anh muốn làm gì anh làm đi, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi hết nổi thì sao? Em đứng lại, cô đi đâu vậy? Đứng lại! Đừng lấy đứa con là Hùng Hoàng này! Đừng bao giờ lấy đứa con là Hùng Hoàng này!